các bạn trên hình bạn thể thấy đây là phần loa ngoài trên Samsung A51 khi bạn gặp lỗi liên quan phần loa ngoài trên Samsung A51 nghe nhỏ nghe rè nghe chập chờn lúc lúc không đó dấu hiệu cơ bản dấu hiệu phần loa ngoài đã lỗi hỏng cần phải thay mới hiện tại di động cao cấp vn có tất cả các linh phụ kiện trên Samsung A51 khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa ngoài trên Samsung Galaxy A51 nghe nhỏ, nghe rè, hay chập chờn được lúc không, quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác cho quý các bạn. Xin ơn quý vị và bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận thay thế sửa chữa các ban bệnh trên Samsung Galaxy A51 nói chung và sửa lỗi hỏng loa ngoài trên Samsung ACA 51 nói riêng. Xin ơn quý vị và bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.